lâu lắm rồi. Đấy, cô có nhiều rất nhiều hoa mi. Lâu rồi mới thấy. Lâu lắm rồi, năm đấy cô này, phải một năm rồi nhờ. Đây. Đấy. 460 con. Hoa mi giờ không, được trước mới hiếm thôi, bây giờ cũng khó hơn tí rồi. Con kia nhìn có vẻ nhìn to hơn cái lâu. Con này à? Hơn triệu một con phạm mi. Con về nuôi. Lại bao tiền cho cô? 1,5 triệu một con. Toàn hàng đẹp. Hàng đẹp. Có biết là nhập thêm giờ còn nhập không? Chim bấy á. Bấy. Đi đấu ấy, đó. Dừng đấy. Đấy về sau biết rồi đấy. À. Triệu dưới một con. Thiếu lùn cánh tím. Khuyên, hút mật, trà mào. Hôm nay, ui con trà mào này. Hai con trà mào đẹp không? Trà mào to đẹp thế nhỉ. Hai con này rất đẹp. Chọn này rất nhiều trà mào. Họa mi hôm nay cũng rất nhiều. Quên. Phía dưới này khá nhiều hoa chim. Trà mào họa mi. Thiếu còn thiếu cái to với nhờ. Thiếu chị phải không? Cái to nó thần lắm rồi. Mà mấy người sờ được mà. Ừ, thần rồi. Ba lò. Ta giá là 2 triệu mấy hàng bán. Hơn 2 triệu chưa bán. Mấy triệu mới bán? 3 triệu. 3 triệu bán. Vì nó đẹp. Thần ba con kia từ sáng người ta giả rồi. Ừ. Bán rồi. À. Bao nhiêu triệu thì bán? 3 triệu. 3 triệu bán. Con kia nó đẹp nó chẳng qua là bây giờ nó đang thấy lung nó hot ít hơn. À. Đúng rồi. Đây là con kia. Con nào? Mi. Con trà màu á? Hay là à, con mi con của anh đấy. Em mua đi. Trà màu khiếu. Hả? Đấy, họ mi à? Họ mi. Trà màu. Màu hơi lên đấy nhờ. 4 lít. Hot cho anh. Anh thì mới bán hay sao nhỉ? À, báo cáo với anh nghe là bán hộ thằng em. À, là phiên này mới thấy anh. Tất cả lông ngoài của anh hết. Ờ. Đồng giá. Đồng giá luôn. Con nào cũng 400. Lựa. Anh em mà thiện chí thì nó lại là khác. Không à, đi đâu mà. Không phải nói 10 bán 10 đâu. Đúng rồi. Con nào màu cũng khá đẹp đấy nhỉ. Vâng. Muốn được à? Hả? Con nào muốn được à? Thì đẹp rồi. Đáng bao nhiêu tiền thôi. Chim này mà động vào thì anh hỏi em bắt con chim trào màu này em truyền nồng còn đẹp hơn là em thò tay vào bắt. Loại này á, nếu mà uốn thì anh coi là mày gọi điện cho anh một đền liền. Em nhìn đi. Màu con nào cũng hơi lân đấy nhỉ. Nhìn chưa, con kia gần như cùi. Ủa, con này gần như cùi này. Đâu? Đấy, con ngoài kia. Chụi. Chụi luôn đây này. Chụi luôn. Đi đi, cứ đi. 4 lít một con. Đẹp phết đây. Đi chưa? Đây đây. Nó cắt đi rồi, cắt đi rồi, lăn lên đi con chui. Đây đây đây. Khá nhiều trà màu. Đấy, bên này thì che lửa đây, che lửa.
mi này. Đấy, khiếu. Mì. Đấy, khiếu to thế. Rồi, to thật. Đấy, anh để bánh. Đang vào 6 lít hai con này. Bán luôn cho anh đấy con đi, hai con luôn đúng không? Đây. Bán luôn. Đôi này 5 lít. Con nào con chùi lông á? Ừ, con này với lại cái con màu kia. Được, cho hai con các lồng này con nào cũng được, bán cho anh con nào cũng được. Ờ, một con lấy lồng 5 lít bán cho anh đấy đôi, mở hàng. Nay mang một con thôi hả? Một con đấy à? Này hơi đá lên đi. À. Lấy được nhiều nào? Chả bảo hôm nay rất nhiều. Sang tiệm chim đại ca được nó chuyển ngũ sắc sang đây à? Sắc phải muốn nuôi con kiểng một năm nay cũng thấy kiểng nào ít kiểng ít rồi kiểng phải đắt năm ngoái có mà nhỉ. Ai lấy mấy đặt ngũ sắc rất nhiều ngũ sắc mũ sắc quế lâm Bắc mình quế lâm mũ sắc hai con này hot nhiều lắm hot là... đồng quế lâm này 200 một con quế lâm hot cũng rất là hay luôn những con nào phổ đỏ là những con đực viền má nó vàng đậm đực đây trà máu rồi trà máu này nhiều thế. Anh được nhập nhiều trà mào phết nhỉ? Đây, trà mào. Sáo này. Sáo đá, vỏ vàng, chân vàng. Sáo. Đấy, bên trong này khá nhiều trà lửa, trà mào. Con gì anh? Nhưng mà một con đang tay bông quá. Con mà lớn lên à? Trà mào á? Không, bấy được một con là chín sữa đang. Đấy ạ. Hôm nay tiệm anh này rất nhiều trà màu nhé anh em nhé. Đây này. Đấy, khá nhiều trà màu. Nhiều con khá là đẹp, chim to. Giá cả thì ở đây cũng dưới 1 triệu. Những con chim này 1 triệu đổ lại. Đến 300 đến 1 triệu. Con trong này, con này mới là con này đẹp, phải hơn rồi.
Đấy, con này đẹp. Ví dụ con này to chim đấy. To chim. Yếm. Dạ. Sang chưa? Đúng chưa? Ờ, về về. Chế Lâm. Chia lửa. Đấy, khá nhiều chia lửa. Cú gáy chia lửa. Đây, chợ chim rất là rộng nhé. Tiếp bên kia vẫn có một tiệm, bên kia cũng khá nhiều chim, cũng chờ màu chờ lửa cũng khá nhiều các anh em ạ. Anh em đến chợ chim này, thoải mái anh em chọn những loài chim. Đấy, rộng, tiếp ra kia cũng giờ chợ chim.